Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Hà lại lên live stream với mọi người đây. Không biết là lâu rồi không lên live stream thì mọi người có quên mất Hà hay không? Mọi người có nghe rõ giọng của Hà không ạ? Nếu mọi người nghe rõ thì mọi người comment vào Hà nhé. Mọi người nghe rõ thì mọi người comment vào Hà nhé. Rồi. Thì hôm nay Hà lên live stream với mọi người, chủ đề đó là giải đáp tất cả các cái thắc mắc về cái thuật toán Facebook hiện nay. Thì sự thay đổi của thuật toán Facebook thì luôn khiến cho những người dùng bán hàng ở trên Facebook rất là đau đầu. Thì với cái mong muốn là giúp cho mọi người hiểu hơn về cái thuật toán của Facebook để có thể bán hàng tốt hơn ở trên Facebook, thì ngày hôm nay Hà lên live stream với mọi người cái chủ đề này. Đây là chủ đề Hà dự định live rất là lâu rồi, nhưng mà vì thật sự là cũng có rất là nhiều cái việc bận không thể lên được, cho nên là hy vọng là mọi người hôm nay đón nhận cái live stream này, xem cái live stream này thì có thể bán hàng, đạt được cái kết quả bán hàng tốt hơn ở trên Facebook. Mọi người có nghe rõ, mọi người có nghe rõ giọng của Hà không ạ? Nếu như nghe rõ thì mọi người comment hồi Hà nhé, để Hà biết là mọi người vẫn đang xem. Hello, mọi người có nghe rõ giọng của Hà không ạ? Mọi người comment hồ Hà một tiếng được không? Hà không thấy ai comment. Hello, xin chào tất cả các bạn đang xem nhé. Thì với cái sự thay đổi của thuật toán Facebook thì thời gian gần đây, hello, cảm ơn Thúy Hằng nhé, cảm ơn Loan Nguyễn, cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian gần đây nhiều bạn đăng bài bán hàng mà bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hay là bị gắn định dạng bán hàng. Và thường thì khi các bạn đăng bài bán hàng kèm giá, kèm với các thuộc tính của sản phẩm, và để Facebook có một gợi ý là bạn bật định dạng bán hàng để có thể tiếp cận được nhiều người xem hơn. Không biết là các bạn đang xem live stream này có ai gặp cái tình trạng như vậy không ạ? Có ai gặp cái tình trạng là Facebook gắn cái định dạng bán hàng, và có ai gặp cái tình trạng là bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng khi đăng bài trên Facebook không ạ? Nếu như mà mọi người gặp cái tình trạng như vậy thì mọi người comment tại đây, chấm hồ Hà một chấm comment để cho Hà giải thích cái hiện tượng đó và hướng dẫn cho mọi người cách khắc phục nhé. Mọi người phải khắc phục được cái tình trạng đó thì mọi người mới có thể đăng bài được thường xuyên tốt hơn và cái độ tiếp cận Facebook của các bạn được tốt hơn. Nếu như mọi người gặp cái tình trạng đó thì mọi người comment hồ Hà nhé. Thì nếu như mà khi mà Facebook đưa một cái dòng trên cùng của cái bài đăng của các bạn là hãy chuyển sang định dạng bán hàng để có thể tiếp cận được nhiều bài viết hơn, thì các bạn hãy đánh vào cái dấu nhân ở phía trên góc cùng và tắt cái phần đó đi, đừng có dài mà ấn vào cái phần dung thư. Khi mà các bạn ấn vào cái phần dung thư thì bài đăng của các bạn chuyển sang cái định dạng bán hàng, và khi mà chuyển sang định dạng bán hàng rồi thì nó sẽ khó tiếp cận hơn chứ không phải là tiếp cận nhiều hơn đâu. Cảm ơn Loan Nguyễn nhé. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bài đăng mà thuộc các bạn đăng bài vào nhóm. Thì khi mà các bạn đăng bài vào nhóm thì sẽ vô hình chung là sẽ bị mặc định là bán hàng. Thì các bạn đăng bài xong, các bạn để ý là sẽ có một cái chữ hoàn tác ở phía dưới cái bài đăng đó, các bạn ấn vào cái chữ hoàn tác và sau đó các bạn nhấn vào ba gạch của cái bài đăng của mình, các bạn ấn vào dòng chữ tắt định dạng bán hàng. Các bạn làm hai thao tác nhé. Thao tác thứ nhất là các bạn ấn hoàn tác, thao tác thứ hai là các bạn ấn vào tắt định dạng bán hàng. Thì chỉ với hai bước này là các bạn có thể tắt được định dạng bán hàng và bài đăng của các bạn sẽ không còn bị định dạng bán hàng nữa. Tại vì các bạn nên hiểu như thế này, Facebook sinh ra là để kết nối. Chính vì vậy các bạn đăng bài ở trên Facebook là để Facebook nó tôn trọng cái quyền tự do chia sẻ, chứ không, nó không cho phép các bạn bán hàng. Tất cả các hoạt động bán hàng trên Facebook đều sẽ bị thu phí. Facebook họ ưu tiên các bạn đăng bài trên page, ưu tiên hiển thị page, tại vì page có cái chạy quảng cáo, cái đó là đổ tiền cho Facebook, đổ tiền cho Google. Chính vì vậy là nếu như mà các bạn muốn bán hàng thành công thì các bạn hãy chia sẻ ở dưới dạng đăng cái status bình thường, đăng cái dạng bài chia sẻ bình thường, thì các bạn hãy tắt cả cái định dạng đó đi. Đó là hai dạng mà Hà muốn chia sẻ với bạn, là cái dạng thứ nhất là chuyển sang định dạng ở trang cá nhân, và cái dạng thứ hai là chuyển sang định dạng bán hàng ở cái nhóm. Và cái dạng thứ ba là cái dạng mà cũng rất nhiều các bạn gặp. Nếu như các bạn gặp thì các bạn cứ comment cho Hà nhé. Không hiểu là các bạn có hình dung ra được các bước mà Hà nói với các bạn ở vừa rồi không ạ? Tức là các bạn hãy ấn vào nút hoàn tác và hãy ấn vào tắt định dạng bán hàng, thì Hà sẽ có đăng bài viết ở trên trang cá nhân của Hà rõ hơn về cái mục này. Thì các bạn hãy theo dõi cái trang cá nhân của Hà, thì Hà sẽ vẽ cái hình để cho các bạn rõ hơn. Còn cái bài giảng thứ ba
Dạng thứ ba mà Hà muốn chia sẻ với mọi người, đó là mọi người đăng bài lên có gặp cái tình trạng bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng không ạ? Mọi người hãy chia sẻ cho Hà một nút, một nút chia sẻ vào hội nhóm nhé. Các bạn hãy chia sẻ hồ Hà một lần vào hội nhóm. Đó, các bạn hãy chia sẻ cho Hà một lần vào hội nhóm. Một lần vào hội nhóm để Hà có thể chia sẻ được cho nhiều người biết hơn. Mọi người có thể chia sẻ cho Hà một lần vào hội nhóm được không ạ? Và những bạn mà chia sẻ cái live stream ngày hôm nay của Hà thì Hà sẽ tặng cho các bạn, Hà sẽ tặng cho các bạn cái ebook là cuốn 12 tuyệt chiêu bán hàng ở trên Facebook. Thì khi mà các bạn có ebook này thì chắc chắn các bạn sẽ nắm được những thuật toán của Facebook rõ hơn và các bạn có thể bán hàng thành công hơn ở trên Facebook. Đây là cuốn ebook rất là tuyệt vời của thầy Trần Nhật Minh, CEO công ty Zila Việt Nam. Thì Hà sẽ dành tặng ebook này cho các bạn đối với các bạn đã chia sẻ cái livestream của Hà lên hội nhóm hoặc là lên trang cá nhân. Thì các bạn chia sẻ thì các bạn vui lòng chụp màn hình hoặc là nhắn tin cho Hà thì Hà sẽ gửi tặng cái ebook này cho các bạn luôn nhé. Đó. Rồi, đó là hai cái định dạng đầu tiên mà Hà muốn nói với các bạn. Còn cái định dạng thứ ba, đó là cái kiểu mà các bạn đăng bài lên mà bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Mọi người có nghe rõ Hà nói không ạ? Mọi người nghe rõ Hà nói thì mọi người comment hồ Hà nhá. Hello. Mọi người comment hồ Hà. Là nghe rõ để Hà biết là các bạn vẫn đang nghe rõ nhá, không thì để Hà điều chỉnh cái giọng nói. Đây, cái dạng thứ ba là cái dạng mà bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nó do bài đăng của các bạn chứa các cái từ khóa mà Facebook cấm. Thì các bạn cần nắm rõ những cái từ khóa mà Facebook cấm. Hello Trang, các bạn hãy ghi nhớ này, nếu như các bạn không nhớ hết thì các bạn hãy comment ở vào cái livestream, vào cái điện thoại mà các bạn đang cầm. Các bạn comment vào livestream đang xem này thì những người vào sau họ cũng có thể nắm rõ luôn, hoặc là các bạn có thể ghi ra giấy. Đây, những cái từ khóa mà Facebook cấm, ví dụ như là những cái từ khóa, hello Trang, lâu ngày quá, những cái từ khóa mà liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm này, những cái từ khóa mà liên quan đến động vật này, rồi những từ khóa liên quan đến thực phẩm chức năng này, rồi những từ khóa liên quan đến mua bán này, những từ khóa ví dụ như là mụn này, ví dụ như là cam kết này, đó, ví dụ như là, nhưng là những cái dạng từ khóa đó, khi mà các bạn viết những cái bài đăng mà có chứa các từ khóa đó thì các bạn có thể tách cái chữ đó ra. Ví dụ khách hàng thì các bạn có thể viết chữ cách là tách ra thành hai nữa. Có nhiều người cũng dùng cách đó, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên để cái giới thiệu bài đăng ở phía dưới comment, còn phía trên thì các bạn để những cái dòng không liên quan để câu tương tác thì nó ok hơn. Đó là một số cái gợi ý nhỏ để các bạn đăng bài không bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Còn nếu như mà các bạn một khi mà đăng bài mà đã bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì Facebook của các bạn không an toàn nữa. Đó là Hà chia sẻ với các bạn. Thì khi mà Facebook các bạn bị check, bị xác minh danh tính ạ, tức là xác minh danh tính, nó sẽ dựa vào các, đúng rồi, Facebook nó bị xác minh danh tính, nó dựa vào rất là nhiều yếu tố. Có thể là các bạn bình thường không đăng nhập ở trên máy tính, hôm nay các bạn đăng nhập Facebook ở trên máy tính thì Facebook nó cũng xác minh, tại vì nó nghi ngờ là có một người lạ đang cố tình xâm nhập vào tài khoản Facebook của các bạn, thì nó sẽ tạm thời khóa nick của các bạn và gửi một mã số về số điện thoại và Gmail mà các bạn đã thêm vào Facebook. Thì nếu như mà các bạn thực hiện cái hành động đó thì các bạn xác minh bước này rất là nhanh. Còn lỡ như mà có ai đó cố tình hack Facebook của các bạn thật, thì khi mà gửi cái mã về số điện thoại và Gmail thì người kia sẽ không xác minh được. Thì đó là cách để bảo vệ an toàn cho các bạn. Cho nên nhiều bạn bảo nó là không biết, em không làm chi, nhưng mà Facebook cũng xác minh danh tính. Thì đó là cái bước mà giúp bảo mật tài khoản cho các bạn. Thì các bạn hãy yên tâm, đó là cái bước tốt cho các bạn. Đó là khi mà các bạn đã mỗi lần bị xác minh danh tính thì họ sẽ hỏi về những cái bài trong quá khứ của các bạn mà bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đó, thì khi mà các bạn càng có nhiều bài vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì cái khả năng mà xác minh danh tính, cái tỷ lệ thành công khi mà xác minh danh tính ấy, nó sẽ là tỷ lệ thành công là ít hơn những người mà không bị cả cái bài đăng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Các bạn hiểu cái vấn đề này không ạ? Các bạn hiểu rõ cái chỗ này không ạ?
Mọi người có nghe rõ Hòa nói không? Đó. Thì khi mà các bạn càng có nhiều bài vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì cái tỷ lệ bị xác minh rồi tỷ lệ thành công khi xác minh nó sẽ ít hơn, nó sẽ thấp hơn. Đó, cho nên là các bạn nếu như mà bài nào bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì các bạn hãy xóa luôn cái bài đó nhé. Các bạn nhớ là các bạn hãy xóa luôn và đăng lại. Thì nhiều người họ sẽ, Facebook nó sẽ gửi thông báo là bạn yêu cầu xem xét đó. Họ sẽ cho các bạn thực hiện các cái hành động đối với những cái bài đăng mà vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thì các bạn, một là các bạn có thể xóa cái bài đó đi. Hai là sau đó các bạn đăng lại thì các bạn nhớ là các bạn tránh những cái từ khóa mà Facebook cấm. Hoặc là các bạn nhớ này, các bạn đăng bài kèm với một cái video ngắn thì các bạn có thể quay cái video sản phẩm của các bạn, cái video tầm 1, 2 giây hoặc 3 giây thôi. Video ngắn thì Facebook nó sẽ tải lên nhanh, tốn ít dung lượng của máy. Thì các bạn đăng tải kèm video ngắn thì nó sẽ lên cái bài đăng nhanh hơn đó. Thì các bạn có thể lướt Facebook của người khác, họ sẽ thấy họ đăng rất là kèm rất là nhiều cái video ngắn là vì vậy. Hello bạn Thúy Hằng. Đó. Thì khi mà các bạn đăng kèm video hay là các bạn nhớ là nếu như các bạn có copy bài của hệ thống, nếu như các bạn có copy bài của hệ thống thì các bạn cũng sửa đổi cái nội dung đi. Các bạn đừng có copy nguyên bài hệ thống. Và những cái từ khóa mà liên quan đến mua bán inbox, giá cả hay là gì thì các bạn hãy viết. Có nhiều người thì viết với cái định dạng những cái mà từ theo từ ngữ tin ấy, ví dụ như là giá là giờ easy sắc giá đúng không? Thì các bạn ấy thường viết thành là ZA ra đó, sắc giá. Họ có thể là đổi cả cái từ ngữ sang như vậy. Đó là cả cái cách để các bạn có thể tránh được cái kiểu mà định dạng bán hàng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Và một cái nữa, đó là xong cái vấn đề thứ ba mà Hà chia sẻ. Thứ nhất là định dạng bán hàng trên trang cá nhân, thứ hai là định dạng bán hàng trên hội nhóm, thứ ba là chuyển qua xác minh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Và cái thứ tư mà Hà muốn chia sẻ với mọi người đó là like bị chặn like. Đây, mọi người có nghe kịp những gì Hà nói không ạ? Nếu như mọi người nghe kịp thì mọi người comment vào điện thoại mà các bạn đang cầm hoặc là các bạn ghi lại nhé. Thì cái vấn đề thứ tư mà Hà muốn chia sẻ với mọi người đó là livestream bị chặn. Thì có rất là nhiều tài khoản live, thứ nhất có hai dạng. Cứ hệ bật livestream lên như Hà đang livestream với mọi người là Facebook xác minh danh tính. Đó, đây là cái dạng nhẹ. Thì khi mà bị xác minh danh tính thì làm theo các bước mà Facebook yêu cầu, sau đó nhập cái mã số mà gửi về số điện thoại hoặc là Gmail của các bạn đã thêm vào Facebook, nhập vào đổi mật khẩu là xong. Đây là cái bước rất là nhẹ. Còn có những trường hợp nặng hơn, livestream xong bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và khóa live. Có người thì bị khóa live một tuần, có người bị khóa live một tháng và có người bị khóa live vĩnh viễn. Thì tại sao bị khóa live thì hôm nay Hà chia sẻ với mọi người như thế này. Ở đây có bạn nào bị khóa livestream không ạ? Hà thấy có rất là nhiều bạn bán quần áo nhắn tin với Hà nói là em à chị bị chặn một tuần, không thể nào livestream được. Thì Hà có cách để khắc phục cái tình trạng đó. Nhưng mà các bạn có sẵn sàng để nghe hết cái livestream này để nghe Hà chia sẻ hay không thôi. Mọi người nếu như đang gặp cái tình trạng mà bị chặn livestream gọi cho nên là điện thoại có cuộc gọi cho nên là bị gián đoạn đó. Thì khi mà các bạn bị chặn livestream thì xác minh danh tính rồi thì nó dễ. Còn cái bước thứ hai là do thế này, có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất đó là các bạn livestream mỡ nhạc bị báo bản quyền. Thì nhạc có bản quyền rất là nhiều, đặc trưng là nhạc nước ngoài. Nhạc nước ngoài thì chắc chắn là báo bản quyền. Khi mà các bạn livestream mà nhiều cái bot của hệ thống hướng dẫn các bạn là livestream thì nên mở cái nhạc năng lượng, nên mở một cái bài nhạc vui tươi nào đó để có sự thu hút của khách hàng. Nhưng mà khi mà các bạn không biết cái chọn cái nguồn nhạc cho nó hợp lý, mỡ trúng các cái bài nhạc nền của nước ngoài hay là cái bài nhạc có lời của nước ngoài thì ngay lập tức Facebook nó sẽ báo là vi phạm bản quyền. Tại vì là Facebook là sử dụng cái AI thông minh nhất của thế giới, cho nên là nó các bên khi mà đã tạo ra được cả bài nhạc thì họ luôn mua bản quyền. Và Facebook nó có một cái nhận dạng bản quyền rất là nhanh. Đó, chỉ cần các bạn mở nhạc có chứa bản quyền của người khác thì chắc chắn là Facebook nó sẽ bị báo cáo là các bạn đang lạm dụng nhạc của người khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái nhất là mở nhạc báo bản quyền, các bạn comment nhé. Cái thứ hai là các bạn
ví dụ như là có một vị khách của Hà live stream nhưng mà đang live stream bán quần áo bình thường thôi, thì bé con của chị ấy từ trong phòng tắm bước qua, từ trong phòng tắm bước ra, và tất nhiên thì bé nhỏ thôi, mới tắm xong thì chưa kịp mặc quần áo ấy, thì chỉ cần bước qua ở sau lưng, và ngay lập tức cái hình ảnh đó đập vào cái live stream thì Facebook nó nhận diện ra ngay là cái hình ảnh khỏa thân. Thì Facebook đó ngay lập tức là báo cáo cái tên tài khoản like đó, và tài khoản like đó là bị chặn like vĩnh viễn. Đó. Nặng nhất là cái hình ảnh khỏa thân, tại vì đó là hình ảnh mà nó không tốt, nó mang hưởng hứng tiêu cực. Thì dù là các bạn không phải là cố ý, nhưng mà chắc chắn là Facebook đó là xác định đó là cái trường hợp bị nặng nhất, thì sẽ là bị khóa like vĩnh viễn. Hay là đứa em của Hà đi biển thì cũng muốn live stream cho mọi người xem là cái khung cảnh biển ở đây đẹp, nhưng mà khổ cái là biển thì nhiều người mặc bikini hay là khỏa thân để ra biển á, thì tất nhiên là hình ảnh đó cũng sẽ bị Facebook báo cáo đó. Và có một cái dạng nữa, đó là các bạn khi mà live stream mà các bạn đăng cái tiêu đề của cái live stream đó cũng không cẩn thận. Ví dụ như là các bạn đăng mua thịt này, thịt tươi này, bán thịt này, hay là tất cả những cái từ khóa mà liên quan đến động vật, thì Facebook nó cũng sẽ báo cáo cái live stream của bạn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã. Đó, nó sẽ vô hình, nó sẽ đưa cái dạng của bạn thành cái dạng đó là lạm dụng động vật, mua bán động vật trái phép, thì nó cũng sẽ khóa luôn cái live stream của các bạn. Cho nên khi mà các bạn bán cái Hello chị Hương, nếu như mà các bạn bán các cái đặc sản Tây Bắc này, các bạn bán các cái sản phẩm thức ăn như là ruốc bông hay là thịt, thì các bạn đăng bài các bạn lưu ý là tránh những cái từ khóa đi đó, ví dụ như là thịt tươi này, thịt ngon này, hay là thịt gà đó, ví dụ như những cái từ khóa đó thì các bạn nên tránh đi nhá, tránh đi, đừng có xuất hiện ở trong cái live stream và cái bài viết của các bạn. Cái live stream là cái bị chặn nặng nhất, tại vì các bạn biết là live stream là cái bước mà tiếp cận khách hàng tốt nhất. Nếu như các bạn muốn đi đơn nhanh chóng thì chỉ có cách là các bạn live stream, đúng ạ? Bán cái sản phẩm gì cũng vậy. Nhiều người nói với Hà là em ngại live stream, nhưng thực tế là khi mà các bạn live stream càng nhiều thì đơn đi càng tốt. Hello Linh Tây. Dù là các bạn bán quần áo, ví dụ như là các bạn bảo nó là cái người em không có đẹp tự tin để mặc đồ, nhưng mà không cần, nếu như không cần các bạn mặc đồ, các bạn chỉ cần là dơ cái sản phẩm lên, tại vì người nay 100 người bán và người mua, rất là nhiều người bán, thì cùng một cái sản phẩm như của bạn có rất là nhiều người bán, thì họ mua hàng dựa vào sự tin tưởng. Nếu như các bạn không live stream, không phải đưa sản phẩm lên, ví dụ như chiếc áo Hà đang mặc, các bạn muốn bán chiếc áo này thì các bạn phải mặc lên cho người ta xem giá là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn phải dơ sát màn hình cho người ta xem cái chất liệu vải, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là các bạn phải test ở trên này có co giãn hay không đó. Nhiều khi các bạn chụp hình, các bạn đăng bài lên thì hình ảnh nhiều khi các bạn có thể chỉnh sáng lên cho nó nét, cho nó đẹp, nhưng các bạn live stream thì khác, live stream không có thể chỉnh gì được, live stream là cái bạn phát trực tiếp, cho nên là khách hàng đối với live stream là sự tin tưởng tuyệt đối, họ có thể sẵn sàng ra quyết định nhanh chóng khi xem live stream của bạn. Chính vì vậy các bạn bán hàng gì cũng vậy, bán mỹ phẩm thì các bạn có thể test sản phẩm trực tiếp lên mạng. Nếu như các bạn không tự tin để dùng cái sản phẩm đó thì còn ai dám mua cái sản phẩm, đúng không? Đó, hay là ví dụ như là ở trên tay Hà đang cầm đó là lọ sản phẩm tinh dầu tỏi Alium của công ty Zinla Việt Nam đây. Thì đối với cái sản phẩm này, nếu như mà mọi người muốn bán tốt cái sản phẩm là đồ uống vào cơ thể này, thì các bạn cũng cần live stream, cũng cần live stream và đưa cái sản phẩm ra cho các bạn xem như thế này, đưa cái sản phẩm ra cho khách hàng xem như thế này, và các bạn có thể là test luôn đó, các bạn có thể là test sử dụng luôn cho người ta xem. Ví dụ như các bạn có thể đưa ra như thế này để cho người ta thấy rõ. Sang ơi, chia sẻ vào hội nhóm hộ chị với đó, thì các bạn có thể cầm luôn cái viên như này, dù các bạn bán sản phẩm gì cũng vậy nhé, các bạn có thể đưa lên rõ cho mọi người xem như thế này, và các bạn có thể sử dụng trực tiếp. Thì bây giờ Hà đang bụng đang đói cho nên không thể uống được cái viên tinh dầu tỏi Alium này, tại vì là đây là sản phẩm
Tỏi thì là nó thuộc dòng kháng sinh. Kháng sinh là phải uống lúc bụng đang no. Và bây giờ cái giờ 9 giờ rưỡi này thì Hà bụng đang đói thì Hà không thể uống được. Đó, cho nên Hà chỉ có là cầm dơ lên cho các bạn. Còn đối với các bạn mà muốn bán sản phẩm tinh dầu tỏi thì các bạn cứ ăn no và các bạn vào mỡ live stream lên thì các bạn chặn một cốc nước và các bạn hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn và các bạn uống luôn. Đó, đó là cách đi đơn hàng nhanh chóng và hiệu quả cho các bạn. Và khi mà mọi người live stream nó sẽ có rất là nhiều cái lợi. Thì mọi người có thể nói được rõ ràng về cái nguồn gốc xuất xứ, về cái thành phần, về cái cách sử dụng, về cái những điều kiêng kỵ khi sử dụng sản phẩm và những lưu ý để sử dụng sản phẩm được hiệu quả hơn. Đó, cho nên là đối với cái việc live stream là các bạn muốn bán hàng bão đơn thành công ở trên Facebook thì các bạn hãy nhớ là live stream thật nhiều. Và khi mà các bạn live stream thì các bạn hãy quay lại nhớ lại cái kiến thức mà Hà vừa chia sẻ lúc nãy, là hãy nhớ tránh những cái từ khóa để đừng có để cho Facebook chặn live stream của các bạn. Đó, thì hôm nay Hà live stream với cái chủ đề là chia sẻ những cái thuật toán của Facebook. Đó là chia sẻ những cái vấn đề mà Facebook mới cập nhật hiện nay, đó là các lỗi mà các bạn thường gặp khi mà đăng bài bán hàng ở trên Facebook. Là cái thứ nhất là chuyển sang định dạng bán hàng ở trên trang cá nhân. Thứ hai là chuyển sang định dạng bán hàng trên hội nhóm. Thứ ba là bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Và cái thứ tư là bị chặn live stream. Hello anh Bảo. À, anh Bảo ơi, cái tên miền anhduongphat.com của anh hết hạn rồi. Hôm trước em mới nói với bé anh để gia hạn rồi anh ạ. Xin lỗi mọi người nhá, có người gọi. Còn các cái tên miền khác thì mùng 10 tháng 4 mới hết hạn. Thì có chi em sẽ chụp màn hình và em nhắn tin cái Gmail gửi qua cho anh. Hello Hồ Viết Văn. Thì đó, đối với các bạn bị... Còn bây giờ là cách xử lý nhá. Lúc nãy là Hà vừa giải thích cho mọi người lý do tại sao các bạn lại bị chặn live stream. Còn bây giờ Hà sẽ đưa ra cái hướng giải quyết, hướng xử lý cho các bạn này. Thì đối với các bạn mà bị chặn live stream trên trang cá nhân thì các bạn có thể làm cách này. Các bạn lập ngay một cái page bán hàng. Một cái page bán hàng thì khi mà page mà mới đầu để cho kéo cái tương tác cho page đó thì các bạn có thể mời bạn bè like page. Tại vì page có một cái hay là khi mà bạn bè ẩn like page, tức là đồng nghĩa với việc ẩn theo dõi page, thì khi mà các bạn live stream ở trên cái page đó thì sẽ Facebook sẽ gửi thông báo về tài khoản cá nhân của người đã like page đó. Cho nên mà khi mà các bạn muốn bán hàng thành công thì hãy mời bạn bè like page thật nhiều. Mời được càng nhiều thì cái độ tương tác của page càng cao. Hoặc là các bạn có thể mua dịch vụ like page. Thì dịch vụ like page thì Hà có cung cấp cho các bạn 4 cái dịch vụ. Cái thứ nhất là like thủ công, cái thứ nhất là like tự động, và cái thứ ba là like thủ công chất lượng cao, và một cái nữa là like sẵn. Thì các bạn có thể mua cái like thủ công chất lượng cao. Đó là những cái người mà thật sự nhá, thật sự, đó là những cái khách hàng thật sự của các bạn, là tài khoản thật. Thì các bạn có được những cái tài khoản like thủ công chất lượng cao đó thì đảm bảo page của bạn tương tác rất là cao. Thì cái giá thành đối với like thủ công rất là rẻ, cả cái like khác cũng vậy. Thì các bạn có thể muốn có cái dịch vụ này thì các bạn có thể inbox cho Hà. Còn khi mà các bạn lập ra page rồi thì các bạn hãy nhớ là mời bạn bè ẩn like page, sau đó các bạn đăng cả cái video kéo tương tác, cả cái video hot, đó, cả cái video mà thu hút người xem. Sau đó thì các bạn mới live stream nhá. Đầu tiên page chưa có gì, chưa có ai like thì khoan đã live stream. Lúc đó thì khả năng tiếp cận nó sẽ thấp. Thì khi mà các bạn bị chặn like trên trang cá nhân thì các bạn hãy lập một page. Và đến bước này thì chắc chắn là nhiều bạn xem thì các bạn đã dùng rồi thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu. Tài khoản cá nhân dùng để lập page, nếu như đã bị chặn live stream thì page đó đồng nghĩa với việc cũng sẽ bị chặn live stream. Đúng ạ? Hà nói có đúng không ạ? Các bạn đã từng lập fanpage và đã từng bị chặn like chắc chắn sẽ hiểu điều này. Vậy thì cách giải quyết nó sẽ thế này. Các bạn có Facebook của chồng, của con, hoặc các bạn lập một tài khoản Facebook khác và mời họ làm quản trị viên của cái page đó. Đó. Thì chắc chắn thì cái Facebook chính của các bạn bị chặn like, nhưng mà Facebook mà các bạn mời làm quản trị viên của page không bị chặn like, đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thể dễ dàng live stream trên page đó rồi. Đó là cái bước mà giải quyết cái tình trạng mà bị chặn like. Thì ví dụ như là Hà có cái thói quen mua hàng là Hà theo dõi một cái page nào đó, và page đó có một cái khung giờ live stream là vào 9 giờ tối hàng ngày chẳng hạn.
Tùy ví dụ như hôm nay họ có cái họ là hàng sơ mi, ngày mai hàng quần, ngày mốt là hàng mỹ phẩm chẳng hạn, và hàng có cái nhu cầu mua quần mà hôm nay họ like quần áo, họ like áo, thì chắc chắn Hà sẽ họ sẽ nói trước cái lịch live stream là ngày mai. Nhưng mà ngày mai họ bị chặn like thì đó là cái cách khắc phục cho họ, mời tài khoản khác làm quản trị viên và like trên cái tài khoản đó. Hoặc có một cách như thế này, nếu như mà các bạn đến đúng 9 giờ là đúng với cái thói quen người dùng là họ sẽ đón chờ cái live stream của các bạn đến mua, nhưng mà vô hình chung là các bạn có một cái việc bận gì đó, có một cái việc bận gì đó mà các bạn không thể nào live stream được, có cái việc bận mà các bạn không thể nào live stream được, thì các bạn có thể dùng cái ứng dụng Live FB bên Hà. Cái ứng dụng Live FB bên Hà là giúp các bạn live stream được cả trên trang cá nhân và cả trên fanpage bán hàng. Thì các bạn có thể phát lại cái live cũ, và các bạn có thể ví dụ hôm nay là 9 giờ live nhưng mà từ sớm là đã được thông báo mời là 9 giờ đi dự một cái tiệc nào đó. Thì các bạn sẽ chuyển sang quay video, ví dụ như bây giờ 9-10 giờ sáng thì các bạn quay video, sau đó các bạn up lên kênh YouTube. Thì video của các bạn có thể quay giống như là các bạn đang live stream bình thường. Thời gian có thể 15, 20 phút, 30 phút hoặc là 1 tiếng vẫn có thể tải được lên kênh YouTube, và sau đó các bạn dùng cái ứng dụng Live FB bên Hà, dùng cái đường link YouTube đó và bỏ vào phần mềm đó, và hẹn giờ. Cái ứng dụng mà Live FB của Zila Việt Nam nó có một tính năng rất là hay là đó có thể hẹn giờ live stream đó. Thì các bạn có thể hẹn là 9 giờ tối là nó phát cái live stream đó, thì cứ đúng 9 giờ tối các bạn đi làm việc của các bạn, tham gia tiệc tùng của các bạn, còn trên page vẫn đang live stream bình thường. Thì các bạn có thể nhờ nhân viên, nhờ bạn bè, hay là trực tiếp các bạn có thể mở cái live stream đó ra xem trực tiếp bạn live stream như thế này, và có thể comment trả lời khách hàng của mình bình thường. Đó, đó là một cái hay của cái ứng dụng Live FB của Zila Việt Nam. Thì cả cái khách hàng bên Hà, các bạn hãy nhớ hành vi người dùng nó là theo một cái thói quen, một cái quán tính nhất định. Cho nên là các bạn nhớ là các bạn hãy xuất hiện đúng đủ đều vào một cái khung giờ nào đó, đúng với cái tần suất xuất hiện, và đủ để khách hàng họ xem cái livestream này họ chưa mua, nhưng mà livestream khác họ xem tiếp, nâng cái mức độ tin tưởng lên, họ thấy livestream liên tục thì họ sẽ biết là à đây là một cái shop rất là uy tín, và họ có thể mua sản phẩm và đẩy nhanh cái nhu cầu của người khách hàng hơn. Các bạn hiểu rõ cái chỗ này chưa? Các bạn hiểu rõ ở chỗ này chưa? Và Hà cũng nói luôn đó là cái ứng dụng Live FB của Zila Việt Nam thì giá nó rẻ thôi. 3 tháng chỉ có 600.000 và 1 năm chỉ có 1 triệu mà các bạn có thể phát được lên trang cá nhân, lên fanpage và lên nhóm nếu bạn là quản trị viên của nhóm đó. Và có một cái hay là các bạn có thể dùng nhiều cái tài khoản Facebook và nhiều cái tài khoản page khác nhau. Đó. Và 1 tháng phát tối đa 300 lần và với chi phí nó cực kỳ rẻ, 1 tháng chỉ có 250.000 thôi. Đó. Nếu như mà các bạn mua 1 năm 1,5 triệu thì 1 tháng chỉ có 125.000. Thật sự là nó một chi phí rất là rẻ, quá rẻ cho các bạn. Các bạn thuê diễn viên nổi tiếng live stream thì quay một cái video cho các bạn thì cũng tốn tiền triệu đúng không ạ? 2 triệu. Còn nếu như mà người nổi tiếng gương một cô gái xinh đẹp thôi, thuê họ live stream thì chi phí cũng mất mấy trăm rồi đúng không? Vậy mà các bạn có thể dùng cái ứng dụng Live FB để các bạn lên YouTube tìm những cái người mà live stream cùng cái sản phẩm của các bạn và phát lại cái live stream đó. Đó là một cái cách mà giúp các bạn đi đơn mà không cần tốn công tốn sức live stream. Đó. Tại vì là cái hiệu ứng của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng hay là những cái người xinh đẹp thì rất là tốt hơn nhiều so với các bạn, đúng không? Đó, đó là Hà hướng dẫn cái cách khắc phục khi mà các bạn bị chặn cái tính năng live stream ở trên Facebook đó. Đó, ngồi bắt đầu tê chân. Đó là Hà đi đến cái vấn đề thứ tư cho các bạn rồi. Còn một cái vấn đề nữa, đó là cái thuật toán của Facebook có một cái thay đổi nữa. Đây, Hà sẽ nói luôn cho các bạn. Thì hôm nay Hà dành cái thời gian nhiều để nói về cái thuật toán Facebook, thì cũng chỉ mong là các bạn xem xong thì các bạn có thể bán hàng tốt hơn. Đó là cái sự tương tác qua lại. Đây là cái chủ đề thứ 5. Các bạn xem thì các bạn comment luôn nhé. Các bạn comment ở trong cái live stream này để cho mọi người vào sau mọi người xem luôn. Những ai đang xem live stream thì các bạn comment cho Hà để Hà biết nhé. Nói nhiều một lúc là lại khản cổ.
Thì cái mục thứ năm Hà muốn chia sẻ với mọi người đó là sự tương tác qua lại. Thì nhiều bạn cái đăng bài lên nhưng mà các bạn bận quá, thì các bạn người khác comment bài nhưng mà các bạn không có thời gian để trả lời cái comment đó. Thì các bạn lưu ý này, chỉ cần 3 ngày liên tục các bạn cứ đăng bài lên mà không hề trả lời một cái comment nào do mà mình quá bận lắm, thì Facebook của các bạn sẽ bị giảm hiển thị. Đó là cái thuật toán của Facebook. Hà dám cam kết cái điều này luôn. Đây là cái điều mà Hà đã thử nghiệm 3 ngày gần nhất. Suốt 3 ngày Hà không trả lời comment nào, và chắc chắn là đến ngày thứ tư đăng bài lên nó không thể nào mà hiển thị nổi, không thể nào mà nổi lên trên được bạn tin được. Chính vì vậy mà đối với Facebook các bạn mà muốn tăng cái sự hiển thị, muốn tăng cái độ tương tác, thì các bạn nhớ trả lời comment nhiệt tình của tất cả các bạn mà vào comment bài các bạn, dù là họ thả icon, dù là họ comment bằng phần mềm auto FB comment tự động, thì các bạn cũng hãy nhớ là trả lời lại cái comment đó nhiệt tình. Và nếu như các bạn có thời gian, hãy qua trang cá nhân của người đó và trả lại cái tương tác của người đó. Khi mà cái sự tương tác qua lại giữa hai người càng tốt thì cái độ hiển thị bài viết càng tốt, và bài của các bạn sẽ được đánh giá. Facebook của các bạn sẽ được hệ quản trị của Facebook đánh giá là một Facebook tích cực, thì họ sẽ đẩy mạnh cái độ hiển thị cho các bạn lên. Các bạn lưu ý như vậy, các bạn càng trả lời comment nhiệt tình thì Facebook nó sẽ đánh giá các bạn càng cao đó. Cho nên nhiều bạn kêu nói là em đi làm suốt không có thời gian, thì trước lúc ngủ các bạn hãy dành 10 đến 15 phút để trả lời hết tất cả những người comment vào bài viết của các bạn. Bài viết trong 1 ngày, trong 2 ngày, trong 3 ngày, bài viết nào mà chưa trả lời comment thì hãy trả lời comment hết. Và lưu ý nhá. Đó. Mọi chân quá. Rồi, hello Hoa. Các bạn hãy trả lời lại hết cái comment đó. Và có một cái nữa, đó là Hà muốn lưu ý cho các bạn, đó là các bạn muốn thành công trên Facebook thì các bạn hãy để ý có một cái sự tương tác, nó gọi là nhắn tin. Các bạn thường bỏ qua cái mục tin nhắn, các bạn chỉ có chú trọng cái chỗ comment tự động, nhưng mà thực tế thì cái nhắn tin nó cũng cái mức độ ưu tiên nó ngang với cái comment hoặc là thậm chí là hơn. Đó. Các bạn lưu ý này, khi mà một người nào đó thường xuyên nhắn tin với các bạn, thì khi mà họ đăng bài gì, các bạn đều sẽ nhận được thông báo. Các bạn cứ thử để ý mà coi. Dù là mình không để người đó ở cái chế độ đó là yêu thích hay là xem trước, nhưng mà họ đăng gì, cập nhật cảm nghĩ gì, Facebook cũng sẽ gửi thông tin đến, thông báo đến các bạn. Tại vì Facebook nó nhận thấy là tài khoản của các bạn và tài khoản của người kia là nhắn tin thường xuyên qua lại, hầu như là ngày nào cũng nhắn, hay là 2-3 ngày nhắn, nhưng mà mức độ nhắn tin nó lâu, rất là nhiều, thì nó sẽ đánh giá cái sự thân thiết giữa hai tài khoản. Chính vì vậy mà các bạn muốn đẩy mạnh cái tương tác cho Facebook của mình thì các bạn hãy nhắn tin thật nhiều. Nhắn tin cho bạn bè, nhắn tin cho khách hàng cũ, nhắn tin cho bạn bè mới. Những ai mà mới kết bạn cho các bạn hãy vào chào họ một câu, đợi họ trả lời thì chúc cho họ ngày mới tốt lành, hay là buổi chiều, buổi sáng tốt lành. Đó. Nếu như các bạn vào chúc vào chào họ thì không mất gì cả, ngược lại các bạn càng tăng được cái sự tương tác cho Facebook cá nhân của mình. Đó. Các bạn có nghe rõ không ạ? Đó. Thì các bạn hãy làm những cái việc thường xuyên, là mỗi ngày các bạn hãy nhắn tin tầm 50-100 người và comment tầm 200-300 người, thì chắc chắn là đơn hàng của các bạn sẽ đi. Đó là điều Hà dám khẳng định cho các bạn. Nếu như các bạn sản phẩm của các bạn ok, giá cả cạnh tranh ok, và cái bài đăng của các bạn trình bày nó đúng đủ hết cái ý, thì chắc chắn là đơn hàng của các bạn sẽ đi. Vì vậy là các bạn nếu như mà không có thời gian mà nhắn tin bảo là chị à em bận đi làm việc văn phòng, hay là em bận con cái, em không thể nào mà comment một ngày 200-300 người được, em không thể nào mà nhắn tin một ngày 50-100 người được, thì các bạn hãy dùng phần mềm Auto FB bên Hà để có thể chạy được comment tự động 300 bài mỗi ngày theo cái nội dung comment mà các bạn đã cài trong phần mềm, hoặc là phần mềm Inbox FB để có thể gửi tin nhắn tự động tới 50 hay là 100 người, cùng với cả cái tính năng khác như là lọc bạn bè không tương tác, kết bạn tự động, quét khách tiềm năng, rời nhóm tự động, hay là ôi hết pin à, còn nhiều mà. Đó là cái tính năng. Hay là các bạn có thể chăm sóc khách hàng lạ, những người mà chưa phải là bạn bè của mình, hai phần mềm đó kết hợp với nhau
Nó sẽ đi comment tự động bài đăng của cái người đó và sau đó là nhắn tin tự động. Và khi mà các bạn gửi lời mời kết bạn tự động thì cái tỷ lệ chấp nhận kết bạn của các bạn rất là cao. Cho nên những mà bạn bè mà muốn tăng nhanh cái số lượng bạn bè thì họ dùng cái bộ đôi con phần mềm này rất là tuyệt vời luôn. Đó là cái tính năng mà chăm sóc khách hàng theo tệp. Đó là của hai phần mềm Auto FB và Inbox FB. Thì khách hàng bên Hà dùng cái tính năng mà chăm sóc khách hàng theo tệp, gửi lời mời, gửi cái comment, sau đó gửi lời mời kết bạn tự động thì cái tỷ lệ chấp nhận kết bạn rất là cao. Đó thì cái bộ đôi phần mềm này 3 tháng chỉ có giá là 950.000, nó rất là rẻ. Hoặc là 1 năm cả hai phần mềm thì chỉ có giá 2,5 triệu thôi. Đó, rất là rẻ đối với các bạn mà đã từng chạy quảng cáo. Thì các bạn biết là chạy quảng cáo nó rất là tốn tiền. Mỗi bài 200, 300, 500 nghìn, nhưng mà tiếp cận chỉ có vài trăm người, 500 nghìn người, đó 200 nghìn người chẳng hạn. Nhưng mà khi mà các bạn live stream hay là chạy cả cái tính năng khác của phần mềm thì tiếp cận lên đến 1 triệu người là chuyện bình thường. Đó, thì đó là cái thuật toán tiếp theo là cái thuật toán nhắn tin. Không biết các bạn có nghe kịp những gì Hà nói không? Livestream giới hạn hơn nữa thì các bạn cũng bận nhiều việc, Hà chút nữa cũng bận đón con, cho nên là Hà phải nói nhanh để đủ hết cái nội dung mà muốn truyền tải. Nói nhanh nhưng mà vẫn đảm bảo nói rõ thì các bạn nghe không kịp thì các bạn có thể comment lại ở cái livestream này để mọi người có thể, những người vào sau có thể theo dõi kịp và để các bạn cũng có thể nhớ lâu hơn nhé. Đó. Thì đó là cái mục nhắn tin rồi, không biết là còn cái vấn đề gì mà Hà quên chưa nói với các bạn không? Các bạn có cái vấn đề thắc mắc gì về các cái thuật toán của Facebook hay là những cái vấn đề đăng bài hiện nay mà bị các cái lỗi thì các bạn cứ comment ở cái livestream này thì Hà sẽ giải đáp lỗi cho các bạn nhé. Các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ comment đi ạ. Hà trong cái quá trình mà livestream thì Hà sẽ đọc cái comment của các bạn và Hà sẽ giải thích lỗi cho các bạn luôn. Không biết là có vấn đề gì đúng không? Không biết là có cái vấn đề gì nữa không. Thì đối với cái sử dụng phần mềm ở trên Facebook á, thì các bạn nhớ là các bạn hãy bảo mật Facebook đầy đủ theo những cái video mà Hà đã gửi. Thì cái video mà bảo mật Facebook mà Hà gửi tặng các bạn thì rất là nhiều bạn nhận được rồi. Nếu như các bạn vẫn chưa biết bảo mật Facebook như thế nào là an toàn thì các bạn cứ comment ở cái live trên này nhé. Comment ở live trên này thì Hà sẽ gửi tặng bạn cái hướng dẫn bảo mật Facebook cơ bản và bảo mật Facebook chuyên sâu cho các bạn để các bạn có thể giữ cái cần câu cơm của các bạn. Và một số lưu ý khi các bạn đăng bài bán hàng. Bây giờ Hà sẽ nói thêm một cái vấn đề nữa, sau đó Hà sẽ kết thúc livestream. Đó là những cái lưu ý khi đăng bài bán hàng ở trên Facebook. Thì rất nhiều bạn suốt ngày cứ đăng bài bán hàng, Hà thấy là 12 giờ đêm cũng đăng, mới sớm ra đã đăng. Thì việc mà đăng bài bất chấp như vậy sẽ khiến cho những người mà lướt qua Facebook thấy Facebook các bạn, họ sẽ cảm giác rất là nhàm chán. Và Facebook nó có rất là hay, tức là khi mà thấy một cái bài đăng trên bảng tin thì họ sẽ có một cái dấu ba chấm, ấn vào đó sẽ có lựa chọn đó là bỏ theo dõi này, ẩn bài viết này, báo cáo này, tức là báo spam ấy. Đó, bỏ bài viết, bỏ theo dõi bài viết hay là bỏ theo dõi Facebook này 30 ngày này, tạm ẩn bài viết này trên dòng bảng tin này. Đó, có rất là nhiều lựa chọn cho họ, cho nên các bạn đừng có đăng bài nhiều quá, đăng bài bán hàng nhiều quá mà để cho đến mức mà người ta chán, người ta báo spam bài viết đó hay là người ta bỏ theo dõi luôn Facebook của bạn. Cho nên các bạn đăng bài trên Facebook thì các bạn hãy lưu ý đăng làm sao vừa đúng vừa đủ vừa đều, và các bạn hãy đăng xen kẽ những cái hình ảnh cá nhân, những cái hoạt động của cá nhân, của gia đình, của con cái, hay là cho đi chia sẻ những cái giá trị hữu ích để làm sao người ta yêu mến bạn, để làm sao người ta nhận được những cái giá trị tuyệt vời từ bạn. Thì đến lúc đó thì bạn đăng gì họ cũng có thiện cảm và họ sẵn sàng ủng hộ. Đó, các bạn hãy lưu ý, bán hàng là có một câu nói rất là hay như thế này mà Hà nói rất là nhiều. Rất là nhiều bạn theo dõi Facebook Hà suốt 3 năm nay, khi mà quá trình mà Hà làm cái nghề mà cung cấp dịch vụ này á, thì có một câu mà Hà hay nói trong cái live stream, đó là túi tiền nằm với gần với trái tim hơn là bộ não. Cho nên là khi mà để cho người ta chi tiền cho các bạn thì các bạn hãy làm sao để người ta yêu mến các bạn. Đó, khi mà người ta yêu mến các bạn thì các bạn bán sản phẩm gì họ cũng sẵn sàng ủng hộ nhá. Đó,
Đó, đó là cái câu mà rất là hay đối với các bạn. Túi tiền nằm gần trái tim hơn là bộ não. Lúc nãy là Hà live stream mấy giờ nhỉ? 9 giờ 10, 9 giờ 20. Bây giờ là 10 giờ 40 phút rồi. Và bây giờ là cái mục tiếp theo là Hà nói với các bạn về cái bộ ba phần mềm bên Hà. Thì lúc nãy Hà đã nói sơ qua về cái mục comment tự động rồi, nhắn tin tự động rồi, live stream rồi. Thì các bạn có thể live stream, ví dụ như bây giờ hôm nay Hà live stream này thì Hà có thể phát lại cái live stream này ở rất là nhiều nơi khác, ở trên cái fanpage hay là ở một cái nhóm nào đó, hay là phát lại cái live stream này cũng ở trên trang cá nhân của Hà nhưng mà vào một cái khung giờ khác. Có thể nhiều bạn bận đi làm văn phòng mà buổi ngày không thể theo dõi được cái live stream này thì Hà sẽ phát lại live stream này vào buổi tối nay, tối mai hoặc là nhiều tối nữa để các bạn có thể xem hết. Và khi mà các bạn sử dụng phần mềm bên Hà thì các bạn yên tâm là sẽ được Hà bảo mật Facebook tuyệt đối cho các bạn, hướng dẫn các bạn bảo mật Facebook và đi kèm với các cái ứng dụng phần mềm đó là những cái kiến thức đăng bài, những cái kiến thức chuẩn hóa Facebook, những cái kiến thức viết bài, những cái kiến thức chăm sóc khách hàng cũ để cho các bạn có thể duy trì và gia tăng cái doanh số bán hàng, gia tăng cái lợi nhuận bán hàng của các bạn đó và tạo ra cái đơn hàng cho các bạn. Cho nên các bạn đừng có, nếu như mà các bạn gặp khó khăn gì trên Phúc, trên Facebook các bạn đăng bài lên mà không ai hỏi đó, hay là các bạn đăng bài nhiều mà vẫn không thấy có đơn, các bạn livestream không có ai xem, các bạn tương tác nhiều, tương tác Facebook cực cao nhưng lại không ra đơn, chỉ có tương tác chéo toàn hệ thống, thì các bạn cứ comment và inbox cho Hà, Hà sẽ giải đáp và Hà sẽ nhận xét Facebook cho các bạn và đưa ra cái giải pháp hiệu quả cho các bạn để các bạn có thể bán hàng tốt hơn ở trên Facebook nhé. À, hôm nay thì Hà livestream đến đây thôi. À, và cuối cùng thì cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ livestream của Hà và Hà sẽ tặng cho các bạn ebook 12 tuyệt chiêu bán hàng trên Facebook. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi livestream này và hẹn gặp lại các bạn ở cái livestream lần sau nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại nhé.